Mình xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, đây là máy sản xuất vê sơn màu trắng sữa để đóng mấy cái trần qua phong 60 vuông với lại 1.2 rồi nha cả nhà. Với lại người ta dùng để ốp vô mấy cái cạnh bảng hiệu cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái máy đơn giản không? Có chút xíu à. Đây là những bành phôi nè, phôi xả băng á, để mình đút vô cái máy này mình chạy ra thành những cây vê nổi. Hiện tại thì ở ngoài trời mưa lớn lắm cả nhà ơi, cả nhà thấy không? Đó, có lưỡi dao cắt bóc vậy đó. Bên trong cái quê chạy ra là tự lùa rớt xuống đây mình nha cả nhà. Cũng xin dừng video đây nha. Cả nhà hãy xem video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.